Xin chào mấy bạn, mình là Duy đây. Hôm nay á, mình làm cái video nhỏ nhỏ này. Mình nói với mấy bạn á, là lúc mà mấy bạn mà muốn sống thật với bản thân á, mà mấy bạn chưa dám á, thì cái biểu hiện mà dễ nhận biết á, là mấy bạn lên Facebook á, bạn đăng một cái trạng thái, một cái thái độ nào đó mà mấy bạn muốn nói á, trong một cái thời điểm đó. Mấy bạn nghĩ là nó sẽ rất là hay đó mà đăng xong á, là cái biểu hiện mình nhận biết là lâu nay mấy bạn chưa sống thật á, là người ta sẽ comment rất là nhiều, người ta bình luận rất là nhiều, người ta like, người ta thả ha ha đó, người ta thả tim. Mà bình thường mấy bạn đăng mà mấy cái chuyện mà nó gì ta, nó bình thường giống như cái cây cái hoa đi du lịch rồi á, thì cái đó bình thường. Mà bạn thử bạn đăng về cuộc sống của bạn á, và cái suy nghĩ tâm tư á, là mấy bạn biết bạn có sống thật với bản thân không à. Đó là cách thử hay nhất. Rồi một thời gian sau á, là người ta sẽ hết thả ha ha, cũng không bình luận nữa, vì người ta biết à, đây là con người của mấy bạn á. Còn ban đầu là lúc mà bạn đăng á, các bạn hơi đắn đo suy nghĩ, sợ người ta cười này nọ kia, thì mình đã trải qua giai đoạn đó rồi. Bây giờ mình đăng lên ấy, ít ai like lắm, nhưng mà mình biết họ có đọc đó. Nên cái video này mình muốn chia sẻ các bạn để các bạn sống cho nó thật đó. Các bạn cũng thật dễ lắm, người ta hiểu bạn rồi. Ai không hiểu bạn á, người ta không có theo dõi bạn nữa, không có muốn làm bạn với bạn nữa, vì trái quan điểm người ta. Thì lúc đó cũng vô tình đó, mấy bạn lựa chọn được những người bạn phù hợp với mình đó, sẽ đi được lâu dài với mình. Rồi, xin chào các bạn.